nay là 15 tháng 4, cúng Bình Thần Kiến An. Đây là cắm hoa, tác phẩm của Quỳnh Rô. Cúng đi nghe tôi quay phim đó. Ba chậu ly lê. Đây là tác phẩm của lính mới nhập môn quý vị. Còn đây là tác phẩm của mình. Cây sầu riêng. Thank you.